cân nhắc áp dụng thí điểm về sàn giao dịch dữ liệu. Thủ tướng phê bình nghiêm khắc 6 tỉnh thành chậm hướng dẫn luật đất đai. Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết âm lịch 9 ngày. Đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông cao gấp cả chục lần. 4 loại vaccine dịch vụ sắp được tiêm miễn phí. Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 5 vụ án, thu giữ gần 9,5 tỷ cyanua. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin 60 giây được phát trên kênh YouTube Truyền hình Bến Tre, cập nhật những tin tức quan trọng trong nước. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, chiều ngày 22 tháng 10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật dữ liệu, trong đó có ý kiến về việc cân nhắc áp dụng thí điểm về sàn giao dịch dữ liệu. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, chiều ngày 22 tháng 10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật dữ liệu, trong đó có ý kiến về việc cân nhắc áp dụng thí điểm về sàn giao dịch dữ liệu. Trình bày tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự thảo luật được Chính phủ xây dựng với 7 chương 67 điều, quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị, quản lý dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu, quỹ phát triển dữ liệu, cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, trung tâm dữ liệu quốc gia, sản phẩm dịch vụ về dữ liệu. Báo cáo thẩm tra dự án luật dữ liệu, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành luật dữ liệu, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số quy định cụ thể trong dự thảo luật để thuận tiện trong quá trình triển khai thực hiện như về quỹ phát triển dữ liệu quốc gia, về trung tâm dữ liệu quốc gia, về sản phẩm dịch vụ liên quan đến dữ liệu, thị trường dữ liệu và sàn giao dịch dữ liệu. Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh, đây là lĩnh vực mới, đặc thù, để có sự quản lý chặt chẽ, bảo đảm an ninh, an toàn thì có thể cân nhắc áp dụng thí điểm về sàn giao dịch dữ liệu. Do đó, trước mắt không cần thiết quy định quá chi tiết trong luật này mà giao Chính phủ tổ chức triển khai thí điểm và có báo cáo Quốc hội. Theo tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam gửi Quốc hội, Chính phủ cho biết các khoản vay ODA thường đi kèm nhiều điều kiện, nên việc sử dụng vốn trong nước sẽ giúp dự án được triển khai linh hoạt và độc lập hơn. Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép huy động nguồn vốn trong nước để đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong 12 năm 2024-2035, trung bình 5,6 tỷ USD mỗi năm. Quá trình triển khai sẽ huy động đa dạng các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư. Áp lực 5.000 km đường bộ cao tốc đến năm 2030 không lớn, nên kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới có thể cân đối dành cho đường sắt tốc độ cao. Vào ngày 10 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện 105 gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành yêu cầu chỉ đạo ban hành đầy đủ nội dung quy định chi tiết trong luật đất đai và những nghị định quy định chi tiết thi hành luật hoàn thành trước ngày 15 tháng 10. Đến nay, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 63 trên 63 tỉnh thành đã thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, còn một số tỉnh thành tiến độ ban hành văn bản còn rất chậm, mới ban hành từ 2 đến 5 trên tổng số 20 nội dung được giao trong luật. Thủ tướng phê bình nghiêm khắc Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và 5 tỉnh Lạng Sơn, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bến Tre, Sóc Trăng do chậm trễ trong việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai, đồng thời yêu cầu các tỉnh thành trên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân để xảy ra việc chậm trễ này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ, tức từ 25 tháng 1 đến 2 tháng 2 năm 2025, để trình Thủ tướng phê duyệt. Nếu được thông qua, cán bộ công chức viên chức sẽ có kỳ nghỉ liên tục 9 ngày. Lịch nghỉ Tết chính thức bắt đầu từ thứ Hai, 27 tháng 1 năm 2025, tức 28 tháng Chạp năm Giáp Thìn, kéo dài đến hết thứ Sáu, 31 tháng 1 năm 2025, tức mùng 3 Tết. Trước đó, người lao động sẽ có 2 ngày nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật, 25-26 tháng 1 năm 2025. Sau kỳ nghỉ Tết chính thức, người lao động sẽ tiếp tục nghỉ thêm 2 ngày cuối tuần, ngày 1 và 2 tháng 2 năm 2025. Như vậy, tổng cộng kỳ nghỉ sẽ kéo dài từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục rà soát làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thống nhất phương án đầu tư sân bay Côn Đảo trong tháng 10 năm 2024. Đây là nội dung công văn trả lời của Bộ Giao thông Vận tải, kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Côn Đảo. Theo Bộ Giao thông Vận tải, do hạn chế về cơ sở hạ tầng, cảng hàng không Côn Đảo hiện chưa tiếp nhận được các loại máy bay lớn như A320, A321 mà chỉ tiếp nhận được các loại tàu bay như ATR72, Embraer
E190, do đó việc khai thác đến Côn Đảo có phần nhiều hạn chế. Cục Cảnh sát Giao thông đang tham mưu xây dựng dự thảo nghị định xử phạt hành chính, trong đó dự kiến tăng nặng mức xử phạt với các hành vi gây tai nạn giao thông, cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông. Ví dụ, đối với ô tô, hành vi đi vào khu vực cấm, đường cấm, mức phạt cũ 2-3 triệu đồng, dự kiến mức phạt mới 4-6 triệu đồng. Hành vi điều khiển ô tô không gắn đổ biển số, che dán biển số, gắn biển số giả, mức phạt cũ 4-6 triệu đồng, dự kiến mức phạt mới 48-52 triệu đồng. Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, mức phạt cũ từ 4-6 triệu đồng, dự kiến mức phạt mới 28-30 triệu đồng. Ngoài ra, theo đề xuất mới, lực lượng chức năng sẽ tịch thu phương tiện đối với hành vi tái phạm, lạng lách, đánh võng. Theo nhận định của lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, những hành vi trên có nguy cơ rất cao gây ra tai nạn, do vậy mức xử phạt cần tăng nặng để tạo tính răn đe tương xứng. Trong những ngày qua, triều cường và mưa lớn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã gây ngập úng nhiều khu vực trũng thấp, gây ảnh hưởng trên 120 hectare cây trồng. Nhiều tuyến đường giao thông ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại. Tính đến ngày 21 tháng 10, toàn tỉnh Hậu Giang có trên 120 hectare lúa và cây ăn trái bị ngập do triều cường kết hợp mưa lớn trong những ngày qua ở các huyện Phụng Hiệp, Châu Thành và thị xã Long Mỹ. Ghi nhận bước đầu, đối với lúa thu đông có 3,2 hectare bị thiệt hại với tỷ lệ 15-20%, dưa hấu có 1,8 hectare bị thiệt hại tỷ lệ 20-25% và 0,9 hectare thiệt hại 100% năng suất. Ngoài ra, có một số loại cây trồng khác bị ngập cục bộ nhưng chưa ghi nhận thiệt hại năng suất. Ngành nông nghiệp tỉnh đang tiếp tục thống kê, theo dõi và ghi nhận ảnh hưởng của triều cường đến sản xuất của người dân. Theo dự báo, trong những ngày tới, mưa và triều cường sẽ còn diễn biến phức tạp, mực nước trên các sông, kênh, rạch và nội đồng ở mức cao, trên báo động 3 từ 0,15 đến 0,35 m, gây ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp, vùng ngoài đê bao với thời gian kéo dài từ 2 đến 6 ngày. Ngành nông nghiệp đã đề nghị các huyện, thị xã, thành phố kịp thời rà soát, ghi nhận thiệt hại, tăng cường tuyên truyền, vận động nông dân gia cố bờ bao, cống đập, khai thông dòng chảy, tích cực bơm chống ngập, bảo vệ diện tích lúa và các loại cây trồng khác. Bộ Y tế cho biết từ năm 2024 đến năm 2030, thêm 4 vaccine được tiêm chủng miễn phí cho người dân, đó là vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus Rota cho trẻ dưới 1 tuổi tại 32 tỉnh trong năm 2024, 41 tỉnh năm 2025 và triển khai trên toàn quốc từ năm 2026, vaccine phòng bệnh phế cầu từ năm 2025, vaccine phòng bệnh ung thư cổ tử cung từ năm 2026, vaccine phòng bệnh cúm mùa từ năm 2030. Như vậy, từ nay đến năm 2030, nâng tổng số vaccine được tiêm miễn phí lên 15 loại. Qua hơn một tháng đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh hóa chất nguy hiểm độc hại, cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 5 vụ án, 17 bị can và thu giữ gần 9,5 tấn cyanua cùng nhiều tang vật. Thông tin được công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết chiều ngày 22 tháng 10. Trước đó, ngày 12 tháng 9 năm 2024, công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo về vụ việc một phụ nữ tử vong tại nhà nghi tự tử bằng cyanua. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thành Tài, sinh năm 1994, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, cấu kết cùng Hà Văn Việt, Khúc Văn Hiếu thành lập 3 pháp nhân để nhập khẩu kinh doanh chất cyanua. Sau khi có cyanua, các đối tượng bán lại cho những đối tượng khác không có giấy phép kinh doanh mua bán chất cyanua. Khám xét khẩn cấp 3 pháp nhân trên, cơ quan công an thu giữ gần 4 tấn cyanua. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập 7 tổ công tác tiến hành kiểm tra 21 điểm kinh doanh hóa chất nguy hiểm độc hại xung quanh chợ Kim Biên, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 433 chai chứa dung dịch cyanua, 179 kg cyanua, bước đầu xác định các sai phạm liên quan việc kinh doanh hóa chất không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Từ đó, công an quận 5 khởi tố 3 vụ án và 6 bị can về tội tàn trữ mua bán trái phép chất độc tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Phát, hộ kinh doanh Si Mạ, Điệp Si và hộ kinh doanh Ngân Lợi. Hiện công an đang khẩn trương củng cố hồ sơ, kết luận điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 60 giây hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.